chào các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Bảo Mật sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp giấy mực của máy Godex AZ530. Thì giờ mình sẽ tiến hành lắp giấy mực cho các bạn xem các bước. Đầu tiên các bạn mở nắp máy lên. Rồi tiếp theo mở luôn cùng đôi lên. Đây. Thì trên bàn này mình đã chuẩn bị một cuộn giấy. Đây là cuộn giấy để căng. Còn đây là phụ kiện đi kèm, đó là thân gác giấy. Để các bạn cho thân gác giấy vào. Rồi phía sau này có cái khớp, có cái rấn, các bạn để gác giấy vào bên trong. Đây. Sau đó kéo giấy ra, luồn xuống ở thân nẹp màu xanh phía bên dưới. Các bạn cái này, cái thân nẹp này có thể điều chỉnh được nên các bạn có thể điều chỉnh ra vô. Đây. Các bạn nhớ là điều chỉnh vào vừa khớp với vị trí của giấy. Đây. Đừng có để nó bóp chặt quá hoặc là nó rồng quá thì lần thì giấy bị di chuyển thì cái bản in của mình không, nó bị lệch. Rồi thứ hai đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mực. Thì tùy vào mực inside hoặc outside thì các bạn lắp đúng mặt. Hiện tại mặt mình, mực của mình là mực outside, là mặt mực bên ngoài. Các bạn có thể là test để biết được mực inside hay outside bằng cách đó là lột một miếng đề can rồi dán lên mặt mực. Nếu mình dán mặt phía trong không có mực, tại vì mực là mực outside, nên nếu các bạn dán bên ngoài có mực thì nghĩa là mặt mực là nằm phía bên ngoài. Cái này rất quan trọng, tại vì nếu mà bạn lắp ngược mặt mực thì in ra nó không có ra mực. Rồi, ở đây có hai trục. Một đó là ô dưới này là để ô chứa mực, còn trên này là chứa trục thu thì để lắp mực. Tại vì mực outside nên các bạn chú ý là mặt mực nó ngửa xuống mặt giấy như thế này, mặt ngoài ngửa xuống thế này. Thì vị trí mình để thế này. Đây có cái khớp, khớp này tương ứng với lại cái khớp màu xanh ở trong này. Đây. Các bạn để vào. Vào. Rồi sau đó các bạn bỏ cái khớp vuông này vào khớp màu xanh trước. Sau đó nhấn nhẹ vào. Rồi đẩy nó lại ăn khớp với bên này. Thứ hai đây là trục thu. Thì thường thường lúc mà cung cấp mực thì nhà cung cấp sẽ cung cấp cho bạn luôn một cái lõi thu. Cái mồi này mục đích là lúc mà các bạn in xong các bạn có thể rút cái lõi thu này thì vứt luôn cục mực, không cần phải rật hay là tháo, rất là tiện lợi. Ở dưới này cục tương tự như ở trên, các bạn để khớp bên trái trước vào, để nhờ vào, sau đó là đẩy vào cái khớp nhỏ này vào thì để gắn mực lên đây. Các bạn có thể lột một miếng đề can rồi dán vào cái lõi thu, sau đó là cuốn cái băng răng này lại rồi nhớ để mực thẳng ra. Rồi. Vậy là quá trình lắp giấy, lắp mực đã hoàn thành. Các bạn thấy nó rất là đơn giản. Các bạn có thể chú ý một số cái, đó là thứ nhất đó là nẹp giấy, nẹp vừa đủ với cái khổ giấy. Thứ hai là lắp mực thì các bạn chú ý tới cái mặt mực. Mặt mực thì sẽ là mặt ngoài này mới đúng. Rồi các bạn đóng đầu in xuống. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn lắp giấy mực xong. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một bước rất quan trọng, đó là calibrate máy để cho máy nó hiểu cái khổ giấy mà mình đang đặt vào. Đối với những trường hợp là các bạn thay khổ giấy mới là hoàn toàn lớn hơn hoặc là nhỏ hơn thì máy nó sẽ không hiểu được cái khổ giấy này, thành ra là cái bản in mình in ra nó bị lật hoặc là máy báo đỏ. Thì một số trường hợp mà máy báo lỗi thì mình có thể tiến hành calibrate. Thì cái thao tác như sau. Một là các bạn tắt nguồn máy, các bạn nhớ tắt nguồn máy. Thứ hai, đây trên máy có một cái nút fit, các bạn nhấn giữ nút fit. Trong khi các bạn bật nguồn máy thì tay bạn nhớ là vẫn nhấn giữ nút fit này. Các bạn nhấn giữ, các bạn để ý đèn này, nó đang chớp màu đỏ. Thì đợi lúc nào nó chớp màu cam thì các bạn thả tay ra. Các bạn nhớ đợi nó chớp màu cam nha. Đợi màu cam. Quá trình này mất khoảng tầm 10 đến 12 giây. Thì giấy nó sẽ tự động chạy ra một đoạn. Các bạn có thấy là tầm 2 tờ, 3 tờ. Rồi mình bấm fit một cái thì nó ra đúng ngay cái góc xé cho mình. Để mình rất là tiện xé. Đó. Đó. Nếu các bạn đã làm tới bước này, giấy ra đúng như vậy thì máy đã hiểu khổ giấy thì phần cứng mình là ok. Còn nếu mà bị in lệch hay là in không đúng khổ hay gì đó thì các bạn xem lại những cái thông số ở trên phần mềm. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn các bước để lắp đặt giấy mực cũng như là các bước calibrate máy để cho máy nó hiểu khổ giấy hiện tại để đến trường hợp in bị lệch.
thì mọi thông tin hoặc là thắc mắc các bạn chưa hiểu về những cái vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Vật Vật. Xin cảm ơn.